Mỗi một sự thua lỗ là một sự bài học, và mỗi bài học là những cái thứ gì đó chúng ta cần rút ra để tránh những sự sai lầm trong quá khứ nữa, để mà làm cho cái tài sản của chúng ta được sinh sôi nảy nở, chứ không phải là cứ sụt giảm liên tiếp. Nhưng có những cái bài học được lặp đi lặp lại và có những sai lầm được lặp đi lặp lại. Và hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị với một góc nhìn như thế. Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với Đầu tư Chứng khoán cùng Quang Dũng, nơi những chia sẻ mỗi tối của em hy vọng là có thể giúp cho anh chị bớt lỗ hơn, hy vọng sẽ giúp anh chị hòa vốn hơn, hy vọng sẽ giúp cho anh chị thăng tiến hơn về gia tăng về tài sản của mình. Để đầu tư chứng khoán nó không phải là bài bạc, để đầu tư chứng khoán nó không phải là cái gì đó quá khó hiểu, quá khó khăn. Và hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị về cổ phiếu của FLC. Ngoài những chia sẻ của em trên YouTube mỗi tối ra thì em còn viết ra những mặt sáng, mặt tối, các kiến thức trong đầu tư của thị trường chứng khoán thế giới, update vào phiên bản của thị trường chứng khoán Việt Nam dưới góc nhìn của một công dân làm chứng khoán Việt Nam, trong website quangdungstock.com, mục kiến thức trong đầu tư. Và quay lại cái chủ đề hôm nay về cổ phiếu của FLC. Lỗi của ai? Nếu như để nói là lỗ, có thể là trong tài khoản của anh chị, nếu như ai đầu tư FLC trong khoảng 1-2 tháng trở lại đây, có thể sẽ không có bị lỗ. Nhưng nếu anh chị là người đầu tư 5 năm, 10 năm trở lại đây, có lẽ tài khoản của anh chị đã lỗ rất nhiều lần rồi. Và hôm nay là lần đầu tiên em trao đổi với anh chị về FLC và lỗi của ai trong đầu tư. Để mà nói về cổ phiếu FLC, nó đã đại diện, em không có một ý chỉ trích nào cả. Và nếu như anh chị là người đã là cổ đông của FLC, đang là cổ đông của FLC và mong muốn sẽ là cổ đông của FLC, hy vọng anh chị có thể nghe và tiếp nhận những cái chia sẻ này của em dưới một cái góc nhìn nó khác hơn. Em không nói nhiều với anh chị về mô hình hoạt động kinh doanh, mình không nói nhiều về tỷ phú nào, người này người kia, nhưng mà em sẽ trao đổi với anh chị với một góc nhìn về nó cởi mở hơn, nó không có sâu sắc, nó cởi mở hơn. Cái mô hình kinh doanh, cái mô hình của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán á, mục tiêu đầu tiên của họ đó là đi huy động vốn. Nếu như cái ông chủ đó là xách vali đi huy động vốn, vậy thì họ sẽ huy động vốn từ ai? Họ sẽ đi huy động vốn từ các cổ đông. Nếu như doanh nghiệp nó càng ngày càng làm ăn tốt thì họ sẽ đi huy động được đồng vốn được nhiều hơn. Khi mà huy động vốn được nhiều hơn á, thì cơ cấu của doanh nghiệp nó sẽ gia tăng. Cơ cấu doanh nghiệp nó sẽ gia tăng dựa vào nguồn vốn, và từ nguồn vốn đó họ mới tạo ra giá trị tài sản. Khi mà tạo ra giá trị tài sản như là máy móc, trang thiết bị, ô tô, vận chuyển, phương tiện, vân vân, thì từ những cái tài sản đó mới tạo ra, hình thành ra sản phẩm. Và từ sản phẩm mới đem cung ứng cho xã hội, và khi đem cung ứng cho xã hội mới tạo ra cái giá trị dòng tiền, hay người ta gọi là doanh thu và lợi nhuận. Thì từ cái mô hình như vậy thì giá trị của doanh nghiệp nó sẽ càng ngày càng lớn lên dựa vào dòng vốn. Dòng vốn có thể là từ đi vay, nhưng làm sao mà có thể vay hoài được. Dòng vốn có thể là từ huy động từ các tổ chức nước ngoài, làm sao mà có thể huy động hoài được. Nhưng dòng vốn của nhà đầu tư, của nền kinh tế trong nước rất dồi dào. Và đó chính là ý nghĩa chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Khi họ niêm yết, mục tiêu của họ là thu hút vốn, thu hút càng nhiều vốn càng tốt. Và khi mà họ thu hút vốn á, thì giá cổ phiếu sẽ gia tăng. Như em nói, họ có vốn mà. Khi họ có vốn, họ sẽ tái đầu tư vào tài sản. Từ tài sản nó sinh ra sản phẩm, và từ sản phẩm nó tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội. Từ giá trị thặng dư cho xã hội sẽ đem lại cái dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tương ứng. Và như vậy cái mô hình này gọi là mô hình gia tăng về tài sản, gia tăng về vốn và gia tăng về mô hình hoạt động kinh doanh. Thì nếu như vậy thì giá cổ phiếu nó sẽ phản ánh y chang những cái thứ đó. Nó sẽ phải phản ánh y chang những cái thứ đó, và giá cổ phiếu nó sẽ tăng, sẽ giảm, sẽ tăng, sẽ giảm, sẽ tăng và giảm. Nhưng về mục tiêu dài hạn, khi mà một doanh nghiệp tăng được về tài sản, tăng được quy mô và tăng được sản phẩm, cũng như tăng được về doanh thu và lợi nhuận, thì giá cổ phiếu sẽ phản ánh những cái gốc rễ và cái cốt lõi đó. Đó chính là ý nghĩa trong vấn đề về đầu tư. Chúng ta tạo ra cho họ, chúng ta đem tiền của chúng ta tích góp, tích trữ, và chúng ta không có nhu cầu đầu tư kênh đầu tư khác hoặc gửi tiết kiệm, thì chúng ta sẽ gửi vào ngân hàng và vào doanh nghiệp, và doanh nghiệp sẽ tạo ra giá trị cho xã hội, và như vậy thì doanh nghiệp cũng phát triển mà tài sản của chúng ta cũng phát triển. Đó là cái đặc tính chung. Nhưng mà có một cái điểm rất là buồn đối với cổ phiếu của FLC. Em làm một cái phép tính rất là đơn giản trong 5 năm qua. Em không nói trong 5 tuần qua, em không nói về mặt ngắn hạn, em nói về dài hạn ha, để cho các anh chị có thể một cái nhìn nó sâu sắc hơn. 5 năm qua thì tài sản của FLC tăng 5 lần. Vốn của doanh nghiệp thì tăng tương ứng, nguồn vốn thì bằng tài sản 5 lần. Doanh thu của doanh nghiệp từ năm 2013 cho đến 2018, tức là gần nhất á, em tính là từ năm á, thì tăng 6 lần. Lợi nhuận của từ chừng đó đến thời điểm hiện tại thì tăng gấp 4 lần. Nhưng mà trong 5 năm qua, khi mà VN-Index tăng 100% từ 555 điểm lên đến hơn 1.000 điểm, mình gọi tạm thời cả thời điểm này là 1.000 điểm, tức là VN-Index tăng 100%. Dĩ nhiên rồi, doanh nghiệp tốt, nền kinh tế tốt, tạo ra nhiều sản phẩm hơn thì nền kinh tế sẽ tăng trưởng. Và nền kinh tế tăng trưởng thì cổ phiếu VN-Index, rổ chỉ số VN-Index, tức là rổ chỉ số của các doanh nghiệp trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, nó sẽ tăng, nó sẽ phản ánh điều đó, là chính đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng FLC 5 năm qua cổ phiếu giảm 50%, trong khi tài sản, vốn và doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng đến 4 lần, 5 lần, đến 6 lần. Nhưng tại sao giá cổ phiếu lại giảm 50% trong 5 năm qua? Nếu như anh chị đầu tư vào FLC, có lẽ anh chị đã lỗ rất nhiều. Em chưa nói đến vấn đề về chi phí về vốn khi mà anh chị gửi tiết kiệm ngân hàng nữa. Vậy thì tại sao lại như thế?
Không nói nhiều về doanh thu, không nói nhiều về bóc tách, không nói nhiều về lợi nhuận nữa. Tại vì cái mô hình góp vốn là mô hình tạo ra giá trị cho nhau. Khi mà anh tôi góp vốn cho anh và anh tạo ra giá trị, tức là anh gia tăng về tài sản, gia tăng về quy mô, doanh nghiệp của anh phát triển, anh giàu có hơn, doanh nghiệp giàu có hơn, thì cổ đông cũng phải giàu có hơn. Nhưng một cái tấm thẻ đỏ ngay lập tức đối với FLC. Có phải chăng cái mô hình này nó có win-win với mọi người hay không? Nếu như anh cần vốn, anh tạo ra một cái phương án đầu tư, tôi và các anh cùng góp vốn với nhau, thì khi anh tạo ra những giá trị thặng dư và tài sản của anh chị gia tăng, ít nhất anh cũng phải trả cho tôi một mức tương ứng. Nhưng đối với FLC có hay không? Em nghĩ là không. Vì sự thật là giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán sẽ phản ánh điều đó. Mọi người nói là do FLC đang tái đầu tư rồi đi thu mua quỹ đất, rồi bắt đầu đầu tư vào bamboo, bắt đầu đầu tư vào các doanh nghiệp bất động sản, bắt đầu đầu tư vào hạ tầng vân vân rất nhiều. Nhưng tất cả mọi thứ đó chỉ là lý do. Và anh chị mở cái báo cáo tài sản của anh chị, mở cái cổ phiếu FLC lên và xem thử coi trong 5 năm qua, trong 10 năm qua anh chị đầu tư vào FLC, anh chị có tạo ra giá trị gì hay không. Nếu như anh chị chưa tin em á, anh chị hãy nhìn vào cơ cấu về cổ tức. Cơ cấu cổ tức nó phản ánh cho một cái doanh nghiệp nó có tạo ra tiền cho cổ đông hay không. Nếu mà từ năm 2014 đến giờ đi, bán cổ phiếu ưu đãi 1:1 giá 10.000, hay bán cổ phiếu ưu đãi 1:1 giá 10.000, phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu, phát hành trái phiếu chuyển đổi tỷ lệ bao nhiêu đó, phát hành cổ phiếu thưởng cổ phiếu 20%, bán ưu đãi tỷ lệ 59/20, tỷ lệ giá 10, và mới đây nhất vẫn là bán tỷ lệ ưu đãi 1.000 cổ phiếu sẽ được 422 cổ phiếu mới và giá 10. Và câu chuyện gần nhất của FLC trong năm trong đợt vừa rồi đó là phát hành huy động vốn bằng hình thức là bán cổ phiếu đại giá 10 trong khi là giá 4, và nhiều nhà đầu tư cứ kỳ vọng là nếu mà muốn phi huy động vốn giá 10 thì phải kéo cổ phiếu từ giá 4 lên giá 10 rồi mọi người đổ vào mua, mọi người đâm đầu vào mua. Thực sự yếu tố đó thì nó có tác động trong thời gian ngắn hạn, và cuối cùng thì anh chị lời hay lỗ thì chính cái báo cáo tài sản của anh chị sẽ rõ cái vấn đề đó thôi. Thì đây sẽ là một cái câu chuyện của FLC, thì em sẽ không trao đổi nhiều về FLC đối với lại báo cáo tài chính, rồi báo cáo hoạt động kinh doanh, rồi vay nợ hay không, rồi doanh nghiệp này có tốt hay không, rồi doanh nghiệp này đang làm ăn lĩnh vực gì. Mọi thứ đó đều là vô nghĩa khi mà cái yếu tố ban đầu, cái yếu tố sơ khai ban đầu của ý nghĩa trong vấn đề về góp vốn trong đầu tư á, với FLC có lẽ là không có. Và đối với FLC thực sự ở thời điểm hiện tại thì ai là người đang mua cổ phiếu? Có lẽ rằng là chỉ có mỗi nhà đầu tư, nhà đầu cơ thôi, tức là người ăn chênh lệch giá trong một thời gian ngắn, ăn được thì ăn, không ăn được thì ra. Chứ còn nhà kinh doanh chứng khoán, bản chất nhà kinh doanh chứng khoán cũng là những người rất là mạo hiểm để họ đầu tư, nhưng mà họ cũng không dám đầu tư vào những doanh nghiệp như thế này, tại vì với họ, họ chấp nhận mạo hiểm về mô hình kinh doanh, họ chấp nhận mạo hiểm về nền kinh tế thị trường, họ chấp nhận mạo hiểm về dòng vốn nợ, dòng vốn vay, nhưng họ không chấp nhận mạo hiểm về ban lãnh đạo. Còn chắc chắn rồi, nhà đầu tư thì nhìn vào cái cơ cấu cổ tức như vậy, em không tin rằng là một nhà đầu tư nào gạo cội trên thị trường chứng khoán mà có thể mua FLC cả. Và đối với thời điểm hiện tại thì có lẽ là sự thua lỗ là sự bao trùm. Có thể rằng là mọi người vẫn sẽ có lời khi mà mọi người mua ở trong khoảng 1 đến 2 tuần gần đây. Nhưng cái lời đó có được duy trì hay không thì em không chắc. Nhưng 5 năm trở lại đây thì mọi người lỗ 50%, thì em không tin rằng là những nhà đầu tư trên sàn chứng khoán hơn 5% trong tổng số 100% nhà đầu tư đang nắm giữ FLC là có lời. Vậy thì tính chung một bài toán ra thì mọi người đang đầu tư lỗ. Vậy thì lỗ ở từ đâu? Thì lỗ này lỗi đến từ ai? Thì theo em đầu tiên đó là chính bản thân mình. Tại vì mình chưa đủ trình độ để mình nghiên cứu, hoặc mình quá hời hợt với tài sản của mình. Mình nghe theo tin tức này, mình nghe theo đội lái kia, mình nghe theo thông tin là phát hành giá 10 thì ít nhất là nó phải kéo lên giá 10, giá đôi giờ giá 4, kéo lên giá 10 mình bán. Thì có phải là mình sẽ lời được hơn gấp đôi tài khoản hay không? Đâu có dễ như vậy, làm ăn kinh doanh đâu dễ như vậy, đầu tư chứng khoán đâu dễ như vậy. Do đó em nghĩ rằng là hơn ai hết lỗi ở đây là lỗi từ chính bản thân mình. Khi mà mình quá hời hợt trong vấn đề chọn cổ phiếu, mình chưa rõ phương pháp đầu tư và mình chưa nhận diện được những rủi ro của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Yếu tố thứ hai là yếu tố đến từ doanh nghiệp. Cái gốc rễ của thị trường chứng khoán, cái gốc rễ của doanh nghiệp khi họ niêm yết trên sàn chứng khoán đã sai rồi á, thì đầu tư kiểu gì nó cũng sai, cho dù doanh nghiệp nó có lời, cho dù doanh nghiệp nó có minh bạch, hay là cho dù doanh nghiệp nó có tốt như thế nào, hấp dẫn như thế nào chăng nữa, cái mục đích của ban lãnh đạo lên sàn nó đã sai rồi thì cổ đông nó sẽ rất khó để mang lại giá trị hiệu quả. Và yếu tố thứ ba đó là cơ quan quản lý sẽ khó có thể nào mà không nghĩ về vấn đề về cơ quan quản lý, vì cơ quan quản lý là nơi để mà bảo vệ người nhà đầu tư. Khi mà nơi mà dòng vốn của nhà đầu tư bắt đầu góp vốn vào các doanh nghiệp á, thì cơ quan quản lý mục tiêu của họ là hài hòa giữa dòng vốn và doanh nghiệp. Và khi mà doanh nghiệp nó có vấn đề thì rõ ràng cơ quan quản lý phải là người đưa ra những cái chế tài để chỉnh sửa cái luật sửa đổi đối với những doanh nghiệp sau này khi mình niêm yết nó trở thành một cái tiếng xấu. Và như vậy thì bản thân một nhà đầu tư, có thể là nhà đầu tư người ta hời hợt với là tài sản, hoặc có thể nhà đầu tư chưa đủ trình độ, nhưng qua những sự sai lầm như vậy thì rõ ràng là những cái nhà đầu tư thua lỗ, họ sẽ mất niềm tin vào thị trường chứng khoán. Và cơ quan quản lý của thị trường chứng khoán, ủy ban chứng khoán
phải là người mang lại những cái sự niềm tin, mang lại những cái sự an toàn cho nhà đầu tư. Nhưng có lẽ rằng đối với cổ phiếu này thì chưa thấy cơ quan quản lý có tác động nào. Chứ đây là những quan điểm chia sẻ của em về cổ phiếu. Em không nói nhiều, em không trao đổi nhiều về tài sản, em không trao đổi nhiều về vốn, về hoạt động kinh doanh, và em cũng không đưa ra đánh giá những cái mục tiêu đó, vì em nhận thấy rằng là những cái vấn đề đó rất là nhạy cảm. Chẳng qua em đưa ra những nhận định như thế này để cho anh chị, mỗi anh chị là nhà cổ đông của FLC, là người sẽ đầu tư FLC hay là những người đang đầu tư FLC hoặc có ý định đầu tư FLC, có thể mình xem xét lại một chút xíu về cái tiêu chuẩn đầu tư của mình, tiêu chuẩn mình chọn một doanh nghiệp như thế nào. Đừng quá chăm chăm vào báo cáo tài chính, đừng quá chăm chăm vào triển vọng của ngành, và đừng quá chăm chăm vào các truyền thông khi họ trao đổi với mình. Hãy tập trung vào cái gốc rễ và cái cơ bản nhất khi mà lên sàn chứng khoán, và hãy tạo ra những giá trị cho nhau, tạo ra giá trị cho sản phẩm, cho xã hội trả lại cho doanh nghiệp cũng sẽ phải trả lại cho cổ đông. Đó mới là sự phát triển, sự vận động của nền kinh tế, sự vận động của thị trường chứng khoán và sự vận động của gia tăng tài sản đối với vấn đề mà anh chị đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Trên đây là qua những quan điểm chia sẻ của em để mở tài khoản tại chứng khoán FPT. Thực sự em sẽ là người trực tiếp thiết kế cho anh chị và đưa ra những cái phương án đầu tư với phí giao dịch 0.15%. Em tin đây là mức phí hấp dẫn trong 10 công ty chứng khoán hàng đầu. Nếu anh chị có quá nhiều thời gian bận rộn, có quá nhiều thời gian để tập trung cho gia đình công việc và mình đầu tư vẫn chưa hiệu quả, có thể sử dụng sản phẩm quản lý tài sản đầu tư của Dũng. Trên đây là lịch đào tạo của em tối 3 năm 7 tuần sau, vào 7 giờ đến 9 giờ em sẽ tổ chức lớp học online. Offline sẽ tổ chức vào ngày thứ bảy chủ nhật giữa tháng 11 tại Đà Nẵng. Mọi chi tiết xin liên hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Em xin hết.